Em tên là Nguyễn Xuân Phượng thì Em hiện đi tại thì là chưa đi có quán và cũng bị bỏ quán. Thật ra thì ban đầu là không định đi học, nhưng mà có tìm hiểu cái khóa học của thầy Nguyên thì cảm thấy là trước khi mình làm gì đó thì mình nên chuẩn bị cái kiến thức cho mình rất thật kỹ, để khi mà mình làm thì cái thành công nó cao hơn mà cái thất bại nó giảm xuống. Nên là khi mà đến đây á thì cũng đó là thấy thầy Nguyên rất là tâm huyết, do đó là cũng muốn đến học. Và khi mà đến thì thầy truyền năng lượng, truyền cảm hứng và truyền cái đam mê cho mình, dạy như vậy đó. Thì khi mà mọi người làm việc gì á, mình làm việc từ cái tâm và từ cái niềm đam mê của mình thì mọi thứ nó cái dẫn đến thành công nó sẽ gần hơn so với cái mà mình làm theo trào lưu. Thì do đó là đến đây là thầy sẽ truyền được cái năng lượng đó cho mình. Còn những cái về gọi là những cái kỹ thuật thiết kế này kia thì cái đó là cái mình có thể tự học được qua những cái video của thầy. Mình thực hành thì mình sẽ làm được nhiều, còn cái quan trọng mà thầy đem lại cho mình là cái năng lượng và cái nhiệt huyết của mình để mà mình có thể thành công. Và thầy định hướng cho mình được là mình cần phải như thế nào, xác định được đối tượng, hoặc là khi mà mình đã xác định được đối tượng rồi thì mình sẽ thỏa mãn được cái nhu cầu của đối tượng mình không, thì cái đó mới là giá trị cốt lõi. Và sau khi cái khóa học này á, mình còn được hỗ trợ rất là nhiều về xét tóc về này kia, tất cả mọi thứ là gần như là bảo hành trọn đời cho mình, cả về công thức rồi này kia luôn. Nên là nếu như anh chị nào mà đang dự định mở quán hoặc là đã có quán rồi nhưng mà chưa có được thứ tốt thì nên đến lớp học của thầy Minh xem ạ.